Camera đa hua này sư phụ, con mua ở tiệm BC Bình Dương đó. Có đa hua rồi sư phụ đi chơi thoải mái khỏi lo gì ha. Mấy đứa ở nhà hoa nghe không? Thầy đi quẩy nhẹ qua lễ ta về, mấy đứa ở nhà tiếp khách quý. Có camera đa hua của BC Bình Dương đố cha thằng nào dám lén phén ha. Ê, đợi chút, ta đi chơi mà thằng Khứa nó mở cái nhà khảm tài quá vậy. Đổi nhà khác đi. Vậy giờ mình nghe lại đi lại từ đầu hả? Rồi, mở nhạc. Thôi, bộ hôm nay đám cưới cha ngươi hả thằng bấm nhạc. Thầy ơi, thầy, ê, hình như ông ngủ rồi, thì kêu thử coi. Cướp hà, ê, làm gì vậy hết hồn à. Sư phụ đi Bình Dương chơi lễ có dặn hôm sau sẽ có người tên là Đường Phèn ghé chơi. Sư phụ còn nói ngài rất thích chơi búp bê, đặc biệt là búp bê tình ái, nó không phải búp bê tình yêu. Hàng xịn nữa nha. Nè, con để xuống đây nha, khui hàng nha. Để em. Ờ, thánh thần thiên địa ơi, búp bê gì mà sao giống người thiệt dữ vậy. Thôi thôi, nhìn giống người quá ta không lấy đâu. Ta cũng không ghiền lắm, buồn buồn chơi chút cho vui thôi hả. Tội lỗi quá. Ê, có con búp bê thôi mà ngày diễn sâu quá. Hàng Trung Quốc đó, nó làm giống dữ lắm. Thôi lấy đại con gái đi ngày ơi, câu giờ quá. Nhận đi mà, thôi thôi, sao kỳ quá. Ta nói không lấy là không lấy mà. Ép ta hoài hồi ta nổi điên nên ta cắn nó nghe. Nhìn ta bình thường vậy chứ ta té giếng mấy lần rồi đó. 1, 2, 3, 5. Mình có bỏ sót cái nào không ta? Nếu câu trả lời là có thì ngươi hãy đếm lại ngay đi. Đếm lại. 1, 3, 5, 7, 9. Hả? Quay, thiếu một trái phải không? Ta nói mà, mấy má nó lấy chứ không ai hết trơn á. Bởi vì ta nói người Việt Nam mời thì không ăn mà ngồi thì một hồi hết trơn à. Giờ tụi mình qua chửi tới bến luôn đi. Đi. Hả? Dụ gì ạ? Đệ đâu biết, ở ta cũng không biết. Ai biết nói nghe chơi coi. Dụ gì vậy sư huynh? Thầy không ngờ con thích chơi búp bê tới vậy. Biết là thích mà đâu có cần ăn cắp. Con làm vậy mất uy tín của thầy hết trơn à. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Sư huynh nhìn vậy mà không phải vậy ha. Ta biết lâu rồi. Không ấy giờ mình trốn đi à, để bị bắt là chết luôn. Bài 16 kế chạy là thường sách phải không? Nhẹ nhẹ đi mấy con, coi chừng chó sủa. Nhanh lên, thiệt là khổ quá đi mà. Nhanh đi mấy đứa. Sao tụi bay đi chậm quá vậy? Ta không có phép mà tao còn đi nhanh thấy không? Mấy anh Khứa tụi mày ăn trộm cho đã, giờ bắt tao đi trốn chung. Hãy ra đi mau. Té thầy mấy đứa ơi. Sao giờ mấy người tính sao đây? Búp bê ta hư chỗ nào ta cắt chỗ đó đền được không? Mà nói nghe nè, sao bọn ta trốn rồi mà không biết hay quá vậy? Muốn biết không? Muốn. Nói đi người trốn được hả? Làm gì có. Dẫn lỗ tai khỉ lên mà nghe nè. Ok. Người tới số 882 Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, tỉnh Bình Dương, chuyên thi công lắp đặt camera đa hua. Người bị khùng hả? Tự nhiên ta đang nói cái cười. Nói nhỏ cho người biết, PC Bình Dương còn là thế giới phụ kiện điện tử, máy tính PC màn hình LCD, ổ cứng, rồi thẻ nhớ USB, chip CPU nữa. Quần chip bây giờ có hiệu CPU nữa hả? Có chất lượng không? Ta khẳng định một lần nữa, người té giếng chắc luôn. Ý ta nói chip xử lý, chứ quần chip quờ dở đây. Ông lớn mà nói chuyện kỳ quá. Kỳ không kỳ gì ta không biết, bây giờ ta đưa các ngươi lên phường. Trời ơi, chuyện nhỏ xíu như cọng hủ tiếu tôi bỏ đi mà.